khách mời chúng tôi cùng mời đến đây. Trung vệ Đình Trọng. Một kiểu vô. Vô. Con cộng thêm cái nữa là ra ba màu. Viên nào cũng được. Và mì sống. Bất kỳ ai theo đuổi đam mê cũng có hai chiều tâm lý. Người ủng hộ thì ít nhưng mà người không ủng hộ thì rất nhiều. Thật sự thì đến tuổi này rồi em nghĩ là theo cái nghiệp bóng đá nó rất là dài rồi và chưa từng nghĩ là sẽ xa nó. Tôi Tuổi Tin 21 giờ thứ bảy 14 tháng 12 trên HTV7.